vì sao oanh tạc cơ B-2 xuất tướng ném bom Houthi? Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin vừa tuyên bố lực lượng nước này đã tiến hành các cuộc tấn công chính xác vào 5 địa điểm cất giữ vũ khí ngầm của Houthi ở Yemen. Theo Reuters dẫn lời ông Austin nhấn mạnh, để các lực lượng Mỹ đã nhắm vào một số cơ sở ngầm cất giữ nhiều loại vũ khí mà Houthi đã sử dụng để nhắm vào các tàu dân sự và quân sự trên khắp khu vực. Ông cho biết máy bay ném bom tàng hình B-2 đã tiến hành đợt tấn công này. Đài CNN dẫn lời ba quan chức quốc phòng Mỹ nói rằng các cơ sở bị tấn công chứa vũ khí thông thường tiên tiến được sử dụng để nhắm vào các tàu quân sự và dân sự ở Biển Đỏ và Vịnh Aden. Bộ trưởng Austin cho biết trong một thông cáo, đây là một sự thể hiện độc đáo về khả năng của Mỹ trong việc nhắm vào các cơ sở bất kể có được chôn sâu dưới lòng đất, kiên cố hay được gia cố như thế nào. Việc không quân Mỹ triển khai máy bay ném bom tàng hình tầm xa B-2 Spirit chứng minh khả năng tấn công toàn cầu của Mỹ nhằm vào các mục tiêu khi cần thiết, mọi lúc, mọi nơi. Các cơ sở lưu trữ vũ khí thông thường của Houthi gần thủ đô Sana, Yemen, bốc cháy sau cuộc tấn công của máy bay ném bom tàng hình Mỹ. Đây là lần đầu tiên Mỹ sử dụng máy bay ném bom tàng hình chiến lược để tấn công lực lượng Houthi ở Yemen kể từ khi bắt đầu chiến dịch ở Biển Đỏ. Bộ trưởng Austin cho biết ông đã cho phép các cuộc tấn công theo chỉ đạo của Tổng thống Joe Biden nhằm làm suy yếu hơn nữa năng lực của Houthi. Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Houthi đối với tuyên bố trên của phía Mỹ. Trước đó, quân đội Mỹ tuyên bố lực lượng nước này ngày 4 tháng 10 đã tấn công 15 mục tiêu tại những khu vực do lực lượng Houthi kiểm soát ở Yemen. Kể từ tháng 11 năm 2023, Houthi đã tiến hành nhiều cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái vào những tuyến đường vận chuyển ở Biển Đỏ và Vịnh Aden. Houthi lập luận những hành động như thế nhằm thể hiện tình đoàn kết với nhiều người Palestine bị ảnh hưởng bởi cuộc tấn công của Israel ở dải Gaza. Trong khi đó, giới chức Liban cáo buộc cuộc không kích của Israel đã phá hủy trụ sở chính quyền thành phố Nabati, thủ phủ tỉnh Nabati thuộc miền Nam Liban, hôm 16 tháng 10, khiến 16 người thiệt mạng, trong đó có cả thị trưởng Nabati Ahmad Kahil và 52 người bị thương. Theo Reuters, đây là cuộc tấn công lớn nhất vào một tòa nhà chính thức của nhà nước Liban kể từ khi chiến dịch không kích của Israel bắt đầu. Các quan chức Liban đã lên án vụ tấn công, nói rằng đây là bằng chứng cho thấy chiến dịch của Israel chống lại lực lượng Hezbollah đang chuyển sang nhắm vào nhà nước Liban. Quân đội Israel hôm 16/10 nói đã tấn công cả chục mục tiêu Hezbollah tại Nabati, nhưng không bình luận việc nhắm đến ông Kahil. Hãng thông tấn nhà nước Syria Sana đưa tin Israel cũng đã tấn công vào thành phố cảng Latakia của Syria bên bờ Địa Trung Hải vào sáng sớm 17/10. Cũng theo Sana, lính cứu hỏa đang dập tắt các đám cháy bùng phát, trong khi đài truyền hình nhà nước Syria đưa tin lực lượng phòng không của nước này đã đối đầu với các mục tiêu của Israel ở Latakia. Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Israel đối với cáo buộc không kích Latakia.